Dương Tử, Lý Hiện bị fan soi bằng chứng sống chung. Mới đây nhất, hai nam nữ nghệ sĩ bị cho là để lộ bằng chứng sống chung khi cùng tham dự lễ trao giải Thịnh Điển phim truyền hình chất lượng của Đài Đông Phương. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, cặp đôi bất ngờ lên hot search Weibo với một số khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu. Tuy bộ phim Thân Ái Nhiệt Ái đã kết thúc từ rất lâu, song Lý Hiện và Dương Tử vẫn giữ liên lạc với nhau. Đặc biệt, mỗi khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau trên sân khấu hay dù chỉ là một tương tác nhỏ cũng thu hút mọi ánh nhìn từ phía công chúng. Cụ thể, đó là khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên sân khấu lễ trao giải Thịnh Điển chất lượng phim truyền hình của Đài Đông Phương. Dương Tử và Lý Hiện cùng lên sân khấu nhận giải thưởng Ngôi sao phim truyền hình sáng giá. Lý Hiện và Dương Tử là một trong những cặp đôi được đông đảo người hâm mộ Hoa ngữ dành nhiều tình cảm sau bộ phim Thân Ái Nhiệt Ái. Cũng nhờ vào sự thành công của bộ phim mà tên tuổi của cả hai được nhiều người biết đến, trong đó có rất nhiều khán giả Việt Nam nói riêng và người hâm mộ châu Á. Với danh tiếng đã và đang có trong tình hình hiện tại, cũng là cơ sở giúp cho cặp đôi mang về không ít tài nguyên trên con đường sự nghiệp. Thông qua những video hay những hình ảnh được ghi lại trong đêm trao giải, người hâm mộ để ý đến từng cử chỉ, hành động của cặp đôi tương tác với nhau. Trong lúc đợi MC phát biểu, Dương Tử và Lý Hiện không ngại nhìn nhau rồi cười mỉm với nhau vô cùng ngọt ngào và tình tứ. Cả hai tung hin trên sân khấu không khác gì người yêu của nhau ở ngoài đời. Chưa dừng lại ở đó, khi MC chương trình yêu cầu dùng phương thức biểu đạt của vai diễn để gửi lời chúc đến bạn diễn, Lý Hiện đã tái hiện lại những cử chỉ hành động trên danh nghĩa hàn thương ngôn, gửi lời nhắn trực tiếp đến Dương Tử. Trong lúc quay phim cần giữ gìn đến sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Anh không phải nói gì thêm nhiều, em hiểu rồi đấy nhỉ, ha ha ha. Phẩm chất Thịnh Điển phim truyền hình là lễ trao giải dành cho những bộ phim truyền hình Thượng Hải chế tác và lên sóng được tổ chức từ năm 2016. Phẩm chất Thịnh Điển phim truyền hình năm 2021 cũng đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt diễn viên tiền tuổi. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Tử khá phát triển. Xuất thân từ một diễn viên nhí, sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Dương Tử đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân và cũng được coi là một bậc tiền bối trong giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có thế, Dương Tử còn được mệnh danh là một nữ diễn viên vượng nam chính. Năm ngoái, bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương mà Dương Tử hợp tác cùng Đặng Luân đã giúp nam diễn viên nổi như cồn. Năm nay, Dương Tử lại một lần nữa phát huy sức mạnh của mình đối với Lý Hiện. Lý Hiện đã vào nghề khá lâu, nhưng tên tuổi của anh vẫn luôn duy trì tình trạng không nóng không lạnh và cũng không có nhiều fan hâm mộ. Đến khi hợp tác cùng Dương Tử, tên tuổi của Lý Hiện như bước sang một trang hoàn toàn mới. Bộ phim truyền hình Thân Ái Nhiệt Ái do Dương Tử, Lý Hiện đóng chính đến thời điểm hiện tại vẫn là một cơn sốt của thể loại phim thần tượng hiện đại. Tình yêu của cặp đôi chính trong phim vô cùng ngọt ngào, khiến rất nhiều khán giả ngưỡng mộ. Nhờ bộ phim này, Lý Hiện được nâng tầm lên ngôi sao lưu lượng nổi tiếng và đồng thời cũng là bạn trai trong lòng đông đảo fan nữ. Trong phim, đồng ngôn phu phụ lãng mạn là thế, ngoài đời Dương Tử Lý Hiện cũng ngọt ngào không kém. Bởi vậy nên, trên mạng liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng Dương Tử và Lý Hiện đang hẹn hò, cả hai không chỉ bắt gặp khi đang tay trong tay, mà gần đây cư dân mạng đã tìm được không ít bằng chứng chứng minh cặp đôi đang ở bên nhau.